về cháu ơi, chứ nếu mà gia đình không là nó chết rồi, không lo nó nổi đâu. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị là một căn nhà tình thương. Và phía bên trong ngôi nhà này thì cô bác quý anh chị sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh một người thanh niên tự cứu sống cuộc đời mình qua một cái gồng gọc tự chế sau khi một tai nạn giao thông thập tử nhất sinh. Và người nuôi anh không ai khác là một người dì, đó là dì Chính. Và nói đến đây thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ biết được rằng đây là ai. Đây là anh Lâm mà trước đây trên kênh của Bùi Hồ cũng đã có quay về hoàn cảnh của anh, cũng như về một bà cụ cũng rất là lớn tuổi là dì của anh Lâm, cũng là cô của anh Lâm, cũng đã nuôi anh từ ngần ấy đến bây giờ. Lúc anh Lâm bị tai nạn thì hình như là 26 tuổi hay sao cô bác quý anh chị. Bây giờ thì anh cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Và cô bác quý anh chị mà mới xem kênh Bùi Hồ thì sẽ ngày hôm nay được biết về một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đây là cô Chính và còn đây là anh Lâm. Chào anh Lâm ha. Dạ con chào cô Chính. Dạ cô Chính ơi, cho con gửi cái mic với. Cô Chính là trước đây là cô Chính bán gạo. Cô Chính là năm nay là bao nhiêu cô Chính? Năm nay 80 rồi chứ. 80 rồi. Tới là 81 rồi á. Dạ đây là một cái gồng gọc do anh Lâm tự chế, tự suy nghĩ ra sau một cái tai nạn. Hình như là em nhớ lúc đó là 26 tuổi phải không anh Lâm? Khoảng đó. Năm nay thì anh là bốn mấy rồi? 43 của bác quý anh chị. Tôi dậu sinh năm 82 hay nè. Đây là cái gồng gọc trị liệu của anh do anh tự chế. Và lúc đương thời thì khi mà ba anh còn sống thì anh nghĩ ra thì nói với ba anh thiết kế như thế này nè. Ở trên kia có một cái mưa tưa kìa. Ở dưới này có những cái dây xích nối cô bác anh chị. Lý do có cái gồng gọc như thế này là do thời gian mà sau khi anh bị tai nạn đó thì anh trị liệu tốn khá là nhiều tiền. Vì như vậy mà anh đã suy nghĩ ra một cái gồng gọc như thế này. Nếu như mà không có gồng gọc này thì tay chân của anh bây giờ thì cũng đã gần như là teo hết đó cô bác anh chị. Mỗi ngày là tập mấy lần anh Lâm? 4 lần. Em nghe nói là bây giờ anh đi bán vé số nữa hả? Dạ, sáng ra tập xong rồi đi bán. Bán về tập rồi. Dạ. Dạ. Thậm chí là rất là nhiều cái dây. Dây nè cô bác anh chị, rất là nhiều dây thần ha. Ở trên kia là những cái con này kêu là con gì tự nhiên quên tên mất tiêu rồi. Con gồng gọc. Dạ con cảm ơn Chính. Lấy nước. Dạ không Chính, khỏi lấy nước. Con ghé thăm anh được rồi, Chính ngồi nói chuyện với con. Con là cô bác anh chị biết không, là cái gồng gọc này có thể treo anh lên được luôn á. Bây giờ sức khỏe của anh như thế nào cô Chính? Dạ, sức khỏe nó cũng tiến lên cũng khá rồi. Cũng nhờ nó đi ra ngoài bán vé số đó, rồi nó hứng nắng rồi thêm đó, rồi hoạt động cơ thể nó có thể là tiến hơn hồi ngày xưa. Mỗi ngày anh bán được nhiêu tờ cô Chính? Dạ, có 60 tờ. Tại vì lúc này nắng nôi chứ thời tiết người ta mua bán ế đó, nên bán nhiều cũng được. Có lúc ế cô Chính phải chạy cho nó nữa. Là chiều anh đi tự đi mình lên hay là có cô Chính nữa? Dạ, tự đi một mình nữa chứ. Tự đi mình. Dạ. Khi nào còn thì nó chạy về nó đưa cho cô ấy, cho lên cho lên xe xong nó tự đi. Dạ. Cô Chính bây giờ còn bán gạo không? Năm nay cô Chính nghỉ rồi. Năm nay vẫn còn bán đúng không? Dạ. Cho mấy cái mối quen. Dạ. Mấy mối quen gần đây là chứ xa nữa cô hết chở được rồi. Bán số rồi bán gạo nữa thì có đủ sống không cô Chính thời gian gần đây nè? Không đủ rồi chứ. Có bữa không có được gì trơn á, tại vì người ta bán nhiều quá mà cô ở tại nhà đây thì cũng có người bán nữa. Nên cô bán rất là ít. Mình định hết hôm nay cô Chính nghỉ chứ không bán được nữa rồi. 80 tuổi rồi. Dạ. Tuổi lớn với cô cũng bệnh hoài mà mấy tháng nay chứ ơi, cô đi bác sĩ rồi. Cô Chính bệnh nó gì á? Lên tăng xong á. Rồi chóng mặt nó quay cô. Với bị khớp nữa. Hôm rồi nó sưng
xưng rồi nó quay qua làm rối loạn tuần hoàn não cô, thành thử ra cô cũng nghỉ đâu, kêu Lâm nghỉ cũng 9-10 ngày. Dạ. Nó cô chính phải đi bán gạo, anh Lâm phải đi bán vé số mới đủ sinh sống mưu sinh đó cô bác anh chị. Sức khỏe của anh Lâm thì cũng ổn hơn, nhưng mà có uống thuốc gì không cô Chính? Dạ không có, khi nào nó cảm hay gì thì cho uống sơ sơ thôi à. Không có đi bác sĩ hay gì trơn á. Nhưng rồi nó bị lét, nó ngồi bán vé số lâu quá không được, nên ngồi dài ra tiếng đồng hồ là dữ lắm, bữa nào ế là về là bị lét nặng lên. Cô mua đó tiếp thuốc mình sau lưng chứ ngồi thứ đó sức mới chịu nổi với nó, chứ mà sức thuốc lơ mơ nó không giảm. Dạ. Cô Chính đợt này con thấy hơi bị xuống sức nhiều hơn đợt trước. Cô bệnh nhiều lần lắm rồi, nội năm nay. Trong cái gia đình này thì chỉ có cô Chính với lại anh Lâm à. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình thương, cắt cho. Bây giờ là có cô với lại anh Lâm để mà hai người tự mưu sinh rồi sống qua đắp đổi qua ngày. Trước đây thì cũng có Quý Mạnh Thường Quân để mà giúp cho hoàn cảnh của cô Chính với anh Lâm, nhưng mà nó cũng đắp đổi qua ngày, rồi bệnh hoạn thuốc men này kia cũng hết à. Anh Lâm ngoài cái việc mà tập cái chân như thế này, cô bác anh chị, anh Lâm có thể tập nâng cái cơ thể lên được nữa. Giờ này anh có thể tập nâng cái cơ thể của mình lên được không anh Lâm? Được. Dạ, cô Chính có thể là để đây là một cái hình ảnh mà hàng ngày cô Chính phải làm cho người cháu của mình đó. Thì bây giờ thì cô Chính sẽ làm lại cho cô bác anh chị. Khi mà cô bác anh chị chưa từng xem kênh đó thì cô bác anh chị sẽ rất là bất ngờ. Còn những cô bác anh chị đã từng xem kênh, xem vào hoàn cảnh của anh Lâm rồi á, thì sẽ thấy đây là một tình thương phải nói rất là tuyệt vời của người cô dành cho một người cháu của mình ở cái tuổi 80 rồi. Gồng gọc này là anh Lâm tự chế á, cô bác anh chị thấy thương lắm. 80 thì sức khỏe cô Chính cũng đã yếu lắm rồi. Năm nay là xuống hại quá trời. Gác cây ngang không? Không phải đâu đó rồi chứ. Cấm luôn cái nói lại. Gác cái quần rồi, ổng đi đầu đó xuống dưới mà. Má cái này rồi, có đứt rồi. Sao chị tỏ trở đi. Ủa sao bữa nay nó kêu dữ gì anh Lâm? Tại nặng, trở lại thôi. Ít trở lại ha. Bây giờ mình không xài hộp số thì nó không có giật. Để hay che không? À để gì luôn. Hả? Đó, thì cái sổ thôi. Đó, thì cô lệnh đi cho về cô đợi. Hôm rồi có cái ông đó bên Mỹ, ông đi 3 ngày rồi, ông thấy mùi hồ lên, ông tiếc. Nếu ông còn ở Việt Nam, ông sẽ viếng thăm thằng Lâm. Ông nói thấy một lần quá trời nghị lực mà Mười Hồ đã đăng lên. Con rất tiếc, tại vì sai người em xuống đây cho thằng Lâm tiền. Rồi kêu nói lên máy cho bà bệnh cho ông nghe. Ông nói ông rất là tiếc. Có được cô về Việt Nam, có ghé thăm về chính cô Chính hả? Dạ, em, ông đi rồi, ông đi 3 ngày rồi, ông mới thấy cái clip này. Dạ. Ông rất là tiếc, nếu mà ông còn Việt Nam là ông xuống ông thăm Lâm, ông thấy tại chỗ. Còn cái này ông rất tiếc, cái ông kêu em ông là ứng tiền ra là xuống cho Lâm. Là thấy được cái đoạn clip của con đó ha. Dạ. Cô Chính. Nó thấy đoạn clip của Mười Hồ. Hôm rồi nhỏ bà con sớm này nè, nó về nó thăm, nó sơ nó cầu Tân Hữu nó xuống thăm, nó thấy Mười Hồ đăng thím này kia nọ, cái con giật mình luôn, con kêu thằng chồng con đâu đợi coi kỹ rồi phải thằng Lâm không, cái nói ổng nói nó chứ còn ai nữa, cái nó về nó xuống để thăm, nó không ngờ
Từ mà thấy đồng biết của cháu Đăng á, mà bệnh á, nó mới về nó ghé. Nói đâu ngờ Lâm mà bị bệnh đến nỗi như vậy đâu. Cái chừng Đăng lên rồi nó mới thấy. Mỗi lần tập về khoảng chừng 15 phút là anh phải nghỉ. Tại vì những cái dây đó chằn vô cái cơ thể của anh cũng khá là đau luôn. Con nhỏ đó nó làm bệnh viện Chợ Rẫy. Mới đây nó gặp gì cái nó nói mà nghe nói thằng Lâm mười mấy năm nó phục hồi con vượt mình luôn, mà con bây giờ con đang học bên khoa đó là do sự tập luyện của thằng Lâm quá là kiên trì nên có hiệu quả. Là bác sĩ ở Chợ Rẫy người ta nói tập như vậy là có kết quả hơn là để chăm cứu. Dạ. Chăm cứu huyết nó liệt chân. Hồi đó bác sĩ kêu gì về là đừng chăm cứu, là phải trực chiến là tập cho thằng Lâm hoài luôn vậy đó. Thì thằng Lâm có cơ hội phục hồi, nhưng mà vì phải cố gắng theo nó mới được nha. Nói thì nghe lời bác sĩ dặn vậy thì về cũng về gì hết khả năng dụ cho cháu gì. Thì thấy hôm nay nó tiến rất là nhiều á. Cháu đi chứ sáng tới giờ là hả? Dạ, con đi về con ghé ngang đây nè. Dạ. Rồi ghé thăm cô Chính với lại anh Lâm luôn. Dạ. Cô Chính vẫn còn nhớ con ha? Dạ, thấy mặt nhớ. Dạ. Con mới trở Vinh về. Bán nghe nói bán ngày chỉ có 60 tờ thôi thì sao sống đủ. Thì lời có 60 ngàn này. Còn cô Chính thì bán gạo mỗi tháng là cô lời được nhiều không? Vì không có nhiều đâu nên vì định nghỉ nè, không bán được nhiều. Tại vì giờ lời meo quá à, gạo nó lên rồi vì lời cũng ít mà bán ế nữa. Sớm có nhiều người bán quá rồi vì không có đi xa được. Mỗi lần Lâm bán 60 tờ có bữa không hết á. Thì nó quay xe trở về thì dì nhận vé số đó dì đi bán cho nó. Ngay dì đi ra thì bà con người ta hỗ trợ hết trơn à. Ta thấy dì có khi gần đây nè, cái nhà lầu ông đó ông gặp đó, ông nói bà Chính đưa đây con bán cho bà hết luôn, đưa bà đi vô. Ông không nhiệt tình, ông giúp là dì dữ lắm. Ông kêu gì chụm bếp ga đi, ông cho gì nó không được chứ thôi. Vì giờ gì quên quá à, vì sợ cháy nhà, vì không dám chụm. Dạ. Thấy không, nhà lầu ở đây này, ông cũng nhiệt tình lắm. Cái vết thương ở trên cái gần cái đùi của anh Lâm là sao á cô Chính? Nó nằm nghiêng qua gì vết tối đó. Nằm nó cấn, nó tụng quá bầm, mình không chở được nó lâu á, cũng như nằm suốt đêm. Thì nó cấn rồi có khi chở vô, có khi chở ra nó cũng bị. Mình ra phải dán nó lại. Mệt chưa anh Lâm? Mệt thì thả dây xuống đi. Dạ, không có ra. Nó tào hoài gì, hỏi mệt không? Mệt hay gì kìa. Nghị lực của anh Lâm phải nói là ai cũng phải kính nể hết. Dạ. Năm nay thì cũng mười mấy năm rồi. 16, 17 năm rồi. Dạ, có 16 năm. Gặp một người mà không có ý chí thì chắc có lẽ là đã gục ngã rồi. Tiêu, có cái cô đó bên cái hậu cất nhà nè. Cổ có em chồng đó, đâu có chịu tập. Bây giờ rút cái tay lên trên đầu thì nó cứng ngắc luôn. Rồi ốm dữ lắm, cổ nó không sống nổi đâu. Cổ nó một lượt chứ thằng Lâm đó, mà thằng Lâm nó bị lực nó quá là... Chiều mà đi. Cô mở ra ha. Bây giờ cô Chính có mong ước gì không? Thì cô cũng mong ước một ngày nào đó nó được phục hồi tiến lên nhiều nữa. Dạ. Đặng khi mà cô ra đi á, nó có điều kiện để nó sống. Trời ơi, nghe là nói có người cô mà thấy thương cơ không? Mong ước làm sao mà có một phép màu thần kỳ nào đó
để mà cho anh Lâm, anh Lâm ảnh vượt qua. Mà về nghỉ cũng nhờ những nhà hảo tâm á, gần xa giúp đỡ cho nó nên ngày hôm nay nó mới được như vậy cháu ơi, chứ nếu mà gia đình không là nó chết rồi, không lo nó nổi đâu. Ngày là tập anh Lâm phải tập 4 lần. Dạ. Tối tập tới 11 giờ đêm nó đi bán về rồi là bắt đầu máng lên tập cho tới 11 giờ đêm luôn á. Tập nghỉ tập nghỉ. À, lúc đó cô Chính lên nằm nghỉ, nghỉ rồi đi xuống. Nó hỏi đi xuống với nó chứ không có ngồi mà trực chiến cho tới 11 giờ. Có lúc cô buồn ngủ lắm, nó buồn ngủ quá. Thì nó tắt máy nó nghỉ. Anh Lâm là có một mình ơn phải không cô Chính? Có mình nó hả? Dạ, có nghĩa là ông, anh Lâm đâu có anh em đâu. Ừ. Mẹ nó sau này chia tay rồi có hai đứa em nhưng mà không có ở chung. Dạ, con Duyên. Con Duyên. Anh Lâm ngày xưa là học cái ngành thủy sản của cô bán anh chị. Đúng không anh Lâm? Thú y chăn nuôi heo. À, bác sĩ thú y rồi sau đó là đang đi thực tập. Đang đi công tác. Đi làm luôn hả? Rồi. Dạ, đi làm. Cũng gần một năm con mới quay lại đúng không cô Chính? Dạ, cũng lâu rồi. Dạ, rồi sau đó là anh đậu chiếc xe trên cái hành lang á. Hành lang. Mà chiếc xe kia nó tông vô anh mà bị như vậy luôn á. Lúc thì ba anh còn sống á thì anh nói những cái ý tưởng của anh á, thì ba của anh chế ra cái gồng gọc, hỗ trợ anh chế ra gồng gọc này. Sau đó ba mất luôn thì ở với cô Chính đến thời điểm bây giờ là cũng được 16 năm rồi. Ăn uống đồ được nhiều không anh Lâm? Ngày hai lần vậy đó. Ngày hai lần nó ăn uống cũng được. Cũng được mà. Có sức khỏe. Có sức khỏe, đúng rồi. Có sức khỏe. Chứ ăn uống được là tiêu ạ. Hồi lúc kia nó như bộ thương vậy, ai tới cũng nói nó chết không à chứ ơi. Tháo đai đi tập nhiều quá, đi nữa. Bây giờ lát chiều là phải đi rồi. Lát chiều 6 giờ, 6 giờ mấy đi. Máng cái dây dù nó vô cái tay có khi nào nó sưng không anh Lâm? Không có sưng. Một lần cái tay này nè, nó cứng ngắc luôn á, mà tập biết giờ nó co giãn được á. Cái cô mà làm từ thiện đó, cô vô cô thăm á. Bùi Hồ chỉ dám chia sẻ rằng á là cô Chính ngay tại thành phố Vĩnh Long, thuộc tỉnh Vĩnh Long thôi. Còn cái địa chỉ á thì Bùi Hồ không thể nào chia sẻ lên được, lý do vì độ an toàn của cô Chính với lại của anh Lâm. Và thông tin với cô bác anh chị là hoàn cảnh của cô Chính với anh Lâm thì Bùi Hồ ghé lần này là lần 3 là hay là lần thứ 4 rồi? Thứ 4 rồi. Năm thứ 6 thì nữa chứ. Cũng nhiều lần lắm. Mà mỗi lần có đi về Trà Vinh ngang Vĩnh Long này là phải ghé thăm cô Chính với anh Lâm. Coi như thế nào, tại vì một có thể trích tiền của Mạnh Thường Quân để ủng hộ, coi như là động lực tinh thần cho cô Chính có thể có sức khỏe, khỏi lo lắng về cái vấn đề tiền bạc để nuôi anh Lâm. Thứ hai là anh Lâm cũng còn thấy sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho bản thân của mình. Và từ đó mọi người có thể lan rộng được cái thông điệp rất là ý nghĩa, đó là nghị lực sống, một ý chí phi thường của một người thanh niên mà tưởng chừng như là tương lai đang rộng mở thì lại đùng một cái, một tai nạn thì đã khép lại gần như là cuộc đời, những cái tương lai ấp ủ của anh luôn. Ngày hôm nay đến đây chia sẻ thì cô bác anh chị ha, thì có lần này thì Bùi Hồ cũng sẽ để số điện thoại trên màn hình. Cô bác anh chị có gửi ủng hộ anh á thì có thể liên hệ đến số điện thoại màn hình của Bùi Hồ. Có dịp ghé thăm là lần nào cũng lần thứ 5, thứ 6 rồi, cũng có nhiều lần. Và hôm để mà thăm anh cùng với lại cô Chính, không có cái, mặc dù là xa với nhà của Bùi Hồ lắm nhưng mà không có thấy cực. Lý do gì mình nghĩ được rằng hỗ trợ anh là một điều cần thiết nhất vào những cái thời điểm như thế này. Cô Chính gặp thương cô Chính lắm mà cô Chính vẫn còn minh mẫn ghê, nhớ con luôn. Nhớ đấy, Lâm kêu nói Bùi Hồ điện thoại cô Chính ơi, nói vậy hả? À, tội nghiệp theo mình tưởng đâu là không còn xuống đây. Không, con sẽ xuống thăm hoài. Con hứa với cô Chính với lại anh Lâm như thế này, khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ hoặc là thì con sẽ ghé thăm và gửi phần đó cho cô Chính với lại anh Lâm. Thứ hai á là lâu lâu nếu như mà Mạnh Thường Quân không giúp đỡ con có quỹ thì con sẽ ghé thăm, con sẽ trích tiền Mạnh Thường Quân con con gửi cho bà cô Chính với lại anh Lâm. Vì hai người không có ai mà còn cái sức lao động hết á.
nên là nữ là thương lắm. Em chấp nhận chứ làm sao giờ. Có nhiều người người ta mua, cái người ta cho tiền chút đỉnh. Tôi nói thấy hoàn cảnh khó khăn gì mà ráng đi mua bán để sống. Còn nhiều người khỏe mạnh mà không có lo làm gì trơn á. Nên thấy nó người ta cũng có giúp đỡ cho nó. Nó đi ra ngoài nó được thông thoáng mà thoải mái hơn, chứ được người nhiều người người ta nhìn thấy người ta hỗ trợ cho nó. Ừ. Nên nó bán ấy còn lại cô Chính đi, người ta mua giùm hết trơn nè, ta nói đem đây đi. Rồi cái người ta hỏi cô Chính vậy nè, con thấy bà sẽ giống trong cái clip của Mừng Hồ quá. Đúng rồi, mấy người hỏi như thế. Con thấy rồi. Mà bây giờ con mới gặp bà là rõ ràng. Dạ, đúng vậy. Thấy sao? Có chiếu cái dàn tập nữa. Anh Mừng Hồ chiếu đó, rồi phải có dàn tập rồi đúng không? Nó phải. Hôm rồi có một người ở Bến Tre, có người ở Bến Tre, ở bên Mỹ về mà cái quen với người bạn ở đây nè. Cái mới nói người bạn nói là tôi thấy cái hình này. Trên mẹ bên bển nó là Mừng Hồ ở lên cái clip. Mà cái thằng này nó ở Việt Nam mà ở cái lối đó về cái bà kia bán nó. Tôi quen, gần đó tôi biết rồi. Cái gần gần nhà tôi cứ nói vậy thôi, tôi gửi 100 đô bà về bà cho cái em đó với cái bà đó, thấy tội quá. Cái bà đó đã về, bà nói cái người này là bạn của con mà bà thấy trên cái clip cho Mừng Hồ chiếu á, rồi bà mới chia sẻ, bà gửi cho con 100 đô là về tặng cho em Lâm với cô Chính. Cái em nói trời cảm ơn hết rồi luôn. Hôm nay thì đến đây cũng chiều tối rồi. Yeah. Con cũng khá là lâu để trở lại thăm hoàn cảnh của anh Lâm. Con cũng gặp rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh của anh Lâm và cô Chính thì con thấy thương lắm. Vì đâu đó rằng là hai người không thể nào là ngoài cái tuổi, một là ngoài cái tuổi lao động, hai là mất đi cái sức lao động rồi. Thành nữ sống là nhờ sự chung tay góp sức của Quý Mạnh Thường Quân hết á. Bùi Hồ mỗi lần đi ngang đây cũng đều ghé thăm hết á. Và ngày hôm nay á, cô Chính, con đến đây thì con thay mặt cho chị Lộc Quyển ở Úc để con trích cái phần quỹ của chị gửi cho cô Chính và Lâm 2 triệu đồng. Cái này cô Chính cầm một tay giùm con, tay con cầm cái máy. Dạ. Cô Chính thay lời gia đình của Lâm xin lắm cảm ơn cô gì? Lộc Quyển. Cô Lộc Quyển. Dạ, ở Úc. Ở Úc đã có lòng hảo tâm và giúp đỡ gia đình của cô Chính và Lâm. Nhờ động viên này mà Lâm sẽ có nguồn tiến lên, tương lai sẽ phục hồi nhiều hơn. Và cô Chính có giao lời cầu chúc cho gia đình cô được nhiều sức khỏe, may mắn và làm ăn phát tài trên đường xứ xa. Xin chúc cho cháu được bình yên nha, làm ăn phát tài luôn nha, mạnh giỏi nha. Tại vì nhờ động viên của cháu, cô cũng có đôi lời cảm ơn bà con đã từ xưa tới giờ đã giúp đỡ cho gia đình cô Chính và Lâm rất là nhiều. Cô không biết gì nói hơn là cô thành thật cảm ơn và cầu chúc bà con xa gần được giàu giàu sức khỏe, may mắn làm ăn phát tài. Dạ, con coi có phải đủ không? Đủ 2 triệu không? Đúng. Dạ. Thôi anh Lâm ơi, cố gắng lên ha. Em sẽ thăm lại anh. Và có duyên thì em sẽ quay cái cảnh anh bán vé số cho cô bác quý vị xem ha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cháu. Dạ, một lần nữa thì mới có cái nguồn này chứ không có cháu thì cũng không có đâu được mà như ngày hôm nay đâu. Mọi sự là rất là nhiều cho dạ. Lâm á. Nhờ sự cố gắng của anh Lâm cũng như là của cô Chính để lan tỏa những yêu thương như thế này. Còn bây giờ thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, Quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã đồng hành với Bùi Hồ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn chị Lộc Quyển ở Úc. Bùi Hồ cũng trích cái phần quỹ của chị để hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Chính với số tiền 2 triệu đồng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Con về hẹn cô Chính ha. Em về anh Lâm ơi. Cảm ơn.